Em like lại đây, hello mọi người. Cứ nên đưa chị cái ấy nào em. Mấy điện thoại. Em like lại đây, mọi người vào xem like nhá. Cái số điện thoại này luôn đúng không anh? Chào Trần Xuân. Chào chị Trần Xuân ạ. Chào tất cả mọi người nhá. Không chia sẻ được. Anh ơi, anh phải vào trang cá nhân của em anh xem mới chia sẻ được. Anh xem không trực tiếp là không chia sẻ được đâu. Anh vào trang cá nhân của em anh xem là chia sẻ được. Em chào anh Nguyễn Tiến Bình, chào anh Mậu Cẩn, chào anh Đánh Lam Rừng. Nhờ mọi người chia sẻ bài cho em nhá. Lên 200 người xem đi để em chơi game nào. Chơi game tặng cây ú ù nú nù luôn. Chơi game tặng cây ú ù nú nù luôn. Mọi người chia sẻ bài giúp em nhá. Chào anh Hiền Nguyễn. Chào anh Mai Nguyên. Em chào tất cả mọi người nhá. Em chào tất cả mọi người. Chào anh Mậu Cẩn, em chào các anh chị. Mọi người hãy chia sẻ bài giúp em nhé. Em bán cái gì trước nhỉ? Bán chậu 5 cánh trắng muối hồng này đi. Bán chậu muối hồng này nhá. Chậu muối hồng này sắp hoa rồi đây. Bán chậu muối hồng này trước. Lan thì rất nhiều, chả biết bán cái gì trước luôn. Đây. Nhiều vô biên cương, chả biết bán cái gì trước luôn. Cảm ơn anh bố bé bông nhá. Cảm ơn anh bố bé bông ạ. Anh bố bé bông ơi, nhờ anh bố bé bông chia sẻ bài lên trang cá nhân, lên hội nhóm giúp em nhá. Chào anh Trần Bình Phương. Chào anh Vua Chuột Đồng. Chào tất cả mọi người. Nhờ mọi người chia sẻ bài với em ạ. Em bán chậu muối hồng này, 5 cánh trắng muối hồng nhá. Hàng gieo hạt nhá mọi người. Hàng gieo hạt độc quyền của Học viện Nông nghiệp cây này mới. Em chào anh Trinh Nguyên. Chào anh Trinh Nguyên, mọi người chia sẻ cho em lên 200 người xem nhé. Em sẽ chơi game tặng cái phần quà nú u cho mọi người này. Mọi người hãy chia sẻ bài giúp em lên 200 người xem với. Em tiếp tục bán hàng đây. Bán hàng xong rồi chờ đến 200 người xem thì sẽ chơi game nhá. Em bán một cặp 5 cánh trắng muối hồng này. Chào anh Trinh Nguyên. Cặp 5 cánh trắng muối hồng đang có mắt nứt hạt gạo rồi nhá. Đang có mắt nứt hạt gạo rồi này. Anh Vua Chuyển Đồng ơi, anh Trinh Nguyên ơi, anh Chính Nguyễn ơi, chia sẻ bài giúp em nhá. Chào anh chống thấm Tuấn Thảo. Em chào anh. Anh ơi, anh chia sẻ bài giúp em với ạ. Cảm ơn anh Chính. Đây, em bán cây 5 cánh trắng muối hồng hàng hạt nhá mọi người. Bán cây 5 cánh trắng muối hồng hàng hạt này. Cái này mọi người không cần phải chờ lâu nhá. Cái này cực kỳ siêng hoa luôn. Đang có nứt hạt gạo chuẩn bị có hoa bói cho mọi người ngắm này. Hai chậu này là 180k nhá. Hai chậu này là 180k này. 100.000 một chậu. Hai chậu này chỉ có 180k thôi. Hai chậu này chỉ có 180k thôi nhá. Ai chốt cho em hai chậu này 180k nào. Anh Chính ơi, khen xong nhớ chia sẻ bài cho em nhé. Chia sẻ cho em lên 200 người xem đi. Đây. Đang có nứt hoa rồi đây này. Đang có nứt hạt gạo rồi nhé. Hai chậu này chỉ có 180k thôi. Anh Chống Thấm Tuấn Thảo ơi, chia sẻ bài giúp em gái với nhá. Không chia sẻ được. Ủa mọi người đi đâu hết rồi, sao tự nhiên ít người xem này. Chào anh Phương Võ, đây. Chào anh Phương Võ, cây muối hồng đây ạ.
cây mũi hồng đây nha mọi người. Thân xanh sạch này, thân xanh sạch tuyệt đối luôn. Em chào anh Liệu. Em chào anh Hoàng Việt Nguyên. Hai cây mũi hồng này. Hai cây mũi hồng này nè. Đó, hai cây mũi hồng này nhá. Đang có chuẩn bị nứt nụ rồi đây ạ. Đang chuẩn bị nứt nụ rồi đây. Em mọi người nhìn thấy hạt gạo không ạ? Đấy. Mọi người sắp được ngắm hoa bói rồi nhé. Hai cây này em chốt là 180k hai chậu này. 180k hai chậu này. Hai chậu như hình luôn. Em chào anh Hoàng Việt Nguyên, anh Hoàng Việt Nguyên có vâng, cảm ơn anh Hiền Nguyên nhé. Cảm ơn anh Hiền Nguyên. Anh Hiền Nguyên chia sẻ bài giúp em mua hàng ủng hộ em nhá. Mưa gió bão bùng mà em ngồi đây bán lan mà nắng lửa trong lòng đây. Đây, cây mũi hồng này. Cây năm cánh trắng mũi hồng hai chậu này em chốt là 180k. Rất là nhiều luôn. 3 chậu thì chỉ có 250k thôi nhá. Nếu mọi người lấy 3 chậu như này là chỉ có 250k cho 3 chậu này, về mọi người trồng được một chậu to luôn này. Sao tự nhiên em nó chả thấy ai xem like của em thế này? Anh Hoàng Việt Nguyên chia sẻ bài giúp em với ạ. Sao tự nhiên nó lại ít người xem này? Đâu rồi? Đấy rồi, tăng view rồi. Anh Liệu ơi, anh Liệu chia sẻ bài giúp em với. Đây, em chơi game luôn đây. Chắc em phải chơi game cho mọi người chia sẻ nhiều chứ tăng view nào. Đây, tặng luôn hai cốc này đi, chơi game tặng luôn hai cốc này đi. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài cho em để chơi game nhá. Chơi game tặng luôn hai cốc nhỏ này nào. Tặng luôn hai cốc mũi hồng nhá. Mọi người chỉ cần ghi là chia sẻ và ghi số điện thoại thôi, xong mình sẽ đoán số tờ tiền nhé. Em chào anh Nguyễn Hà. Đây, bây giờ mọi người mới vào này. Chào anh Hưng Lê. Mọi người chia sẻ bài cho em để chơi game nào. Đâu rồi? Có ai có tờ tiền không? Cho xin tờ tiền nào anh ơi. Chào anh Kha Lê Minh. Mọi người chia sẻ bài cho em để chơi game nha. Sức này tầm 1.000 hay tầm 500. Đây ạ, chơi game vui nha mọi người. Chơi game vui em tặng 2 chậu mũi hồng này nha. 2 chậu cánh trắng mũi hồng này. Mọi người ghi là đã chia sẻ và đoán số series của tờ tiền này nhá. Em đoán hai số đầu nhá. Em đoán hai số đầu của tờ tiền này nhá. Anh Nguyễn Hà ơi, chia sẻ bài giúp em với. Đâu rồi, mọi người đâu hết rồi, sao không thấy ai vậy? Anh Kha Lê Minh chia sẻ bài giúp em với. Đây ạ. Mọi người chỉ cần chia sẻ và đoán hai số series của tờ tiền này nhé, hai số đầu thôi. Đóng khoảng cái cửa này là anh. Mạng nó bị sao rồi. Anh buông ở đây mọi người. Thế à? Thế anh chia sẻ bài giúp em nhé. Anh Thanh ơi, anh Thanh chia sẻ bài lại của em với. Chợ gì mà buồn thế này. Anh Thanh ơi, anh Thanh chia sẻ bài cho em với. Mọi người đi đâu hết rồi, mọi người đi chơi cuối tuần hết rồi. Anh Thanh chia sẻ bài cho em nhé. Anh Nguyên ơi, anh Nguyên chia sẻ bài cho em với. Em không biết là mọi người đi đâu hết luôn, không ai thế, không thấy ai nói gì.
Không thấy ai nói năng gì thế này. Bão ơi. Vâng, chào anh Vũ Lượng nhá. Bão ở ngoài, bão ở đâu ấy chứ ngoài Bắc có thấy bão đâu anh? Ở ngoài Bắc có thấy bão đâu anh? Bão ở đâu ấy mà? Bão ở trong miền trong à? Đây ạ. Nó phải bán thôi. Chết mọi người, cái nóng này thì em chết. Anh Kiên ơi, em chào anh. Em gửi cây cho anh đấy. Chắc mai bạn ship bạn em mang cho anh nhé. Hôm nay anh không có ở cơ quan đúng không? Vâng, anh Lượng ơi, anh chia sẻ rồi thì anh đoán đi để nhận quà nào. Em không thấy ai chia sẻ bài cho em luôn. Đây bây giờ mới tăng, thấy tăng view này. Bão Sài Gòn à? Thế ạ? À? Em suốt ngày ở nhà. Thế là chưa biết ở Hà Nội chứ không có đi đến đâu, chưa biết là bão. Cảm ơn anh Đạt nhé. Cảm ơn anh Đạt. Ok anh, đây em đang chơi game đây ạ. Anh Thảo Phan chia sẻ bài giúp em với. Mọi người chỉ cần comment là đã chia sẻ DCS cộng với cả số mà mình đoán nhé. Không không chưa đúng đâu. Bão cả Trung lẫn Nam, 99 chưa đúng đâu. Đoán hai số series đầu tiên của tờ tiền nhá. Mọi người chơi hai số cuối, em chơi hai số đầu nhá. Đúng rồi đấy, chơi game đấy anh ơi. Anh Vi đang cao ơi, chia sẻ bài cho em nhá. Mọi người chia sẻ bài và đoán hai số series của tờ tiền nhá. Không gợi ý gì anh, từ 1 đến 99. Vâng, 29 chưa đúng đâu ạ. Anh Bùi Tuấn ơi, chia sẻ rồi thì đoán đi anh. Đã chia sẻ. Mọi người nhớ là chia sẻ thì mới ghi là đã chia sẻ nhé. Không. Em chào anh Đính, em xem mọi người. Mọi người nhớ chia sẻ bài giúp em. Thật ra không cần chơi game thì cũng vẫn chia sẻ được mà. Đã chia sẻ nha các bạn. Anh Vũ Lượng. Anh Mai Nguyên ơi, chưa đúng thôi anh Mai Nguyên. Em chào anh Tuấn Nguyễn Minh, anh Sa Mạc quê tôi, chưa đúng thôi nhé. Cho em lên mấy trăm lượt chia sẻ lắm nào. Em thấy mọi người like toàn được mấy trăm lượt chia sẻ. Em toàn có mấy lượt chia sẻ luôn. Em chả hiểu. Mọi người không thích chia sẻ bài cho em à? Chưa thấy ai đúng. Anh Vũ Lượng chưa đúng đâu. Sa Mạc quê tôi chưa đúng đâu. Anh Kha Lê Minh cũng chưa đúng đâu. Đây có thấy được 41 lượt chia sẻ luôn. Ít thế mọi người chia sẻ tiếp cho em đi. 0991. Chưa đúng. Em chơi hai số đầu của tờ tiền nhé. 21 chưa, 83 chưa. Đây tăng view rồi. Anh Sa Mạc với tôi chia sẻ bài cho em đi. Chia sẻ mấy nhóm vào. Anh ơi em bán chậu nù anh nhé. Em bán giả hạc nù với 5 cánh trắng mũi hồng ạ. Em bán giả hạc nù với 5 cánh trắng mũi hồng nhé. Anh Đính Phạm nhé. 33 chưa đúng, 44 chưa đúng, 78 chưa đúng, 44 chưa đúng. Sa Mạc với tôi 76 chưa đúng. Em chào anh Trần Văn Quân. 75 chưa đúng. 99 chưa đúng anh ơi. Đã chia sẻ 56. 34 chưa đúng, 71 chưa đúng đâu ạ. Anh chia sẻ rồi mà. Vâng, cảm ơn anh. Em thấy comment của ai thì em sẽ đọc lên nhé. Mọi người comment số nhớ viết thêm mấy cái chữ cái vào cho nó đỡ bị ẩn. Em nhìn thấy 66 của anh Vũ Lượng này, comment nhảy liên tục mà em không nhìn thấy luôn. Thấy comment nhảy nhanh lắm mà không nhìn thấy luôn ấy. Sao mà quê tôi 38, Kha Lê Minh 41, anh Vũ Lượng 62 đều chưa đúng nhá. Anh Trung Thuận, chào anh Trung Thuận. Anh Sao mà quê tôi, sao em nhìn thấy mỗi anh Sao mà quê tôi là như nào? Mọi người đoán đi. Đây bây giờ nhìn thấy anh Vũ Lượng nữa này. Anh Vũ Lượng 56. Anh Kha Lê Minh 95. Mọi người á, mọi người thích cái con số nào mọi người có thể comment lại nhá. Bởi vì là nó có thể bị ẩn đấy ạ. Em không, một số comment em không nhìn thấy đâu. Em chỉ thấy comment nhảy mà em không nhìn thấy. Mọi người thích con số nào mọi người có thể comment lại nhá. Không phải là comment một lần là có thể là có những số mọi người đúng rồi đấy. Nhưng mà em không nhìn thấy ấy. Nhưng mọi người thích cái con số nào mọi người có thể comment lại. Chào anh Tuấn Trần Minh ạ. Chào anh Tuấn Trần Minh.
Anh Tuấn Trần Minh chia sẻ bài cho em và đoán CV của tờ tiền nhé. Anh Chu Soạn 21 chưa đúng ạ. 50 chưa đúng. 48 anh Mai Nguyên chưa đúng ạ. 01 chưa đúng đâu. Đây, tăng view ở đây, nhờ mọi người chia sẻ bài tiếp nhá. Chỉ cần chia sẻ và đoán thôi. Anh Mai Nguyên số 10 chưa đúng. Anh Chu Soạn số 03 chưa đúng đâu. Xin chúc mừng anh Vũ Lượng nhá, 38 sai rồi. Anh Nguyễn Hải Nam, chào anh Nguyễn Hải Nam ạ. Đang chơi game đây anh ơi. Đang chơi game nha. Tặng 2 cây mũi hồng này. Anh Mai Nguyên 50. 57 chưa đúng đâu ạ. Chứ mọi người thích con số nào mọi người có thể comment lại 1-2 lần gì đó. Bởi vì là em sợ là comment nó bị ẩn, xong một tí nữa lại bảo anh comment trước ấy, là em ngại lắm luôn. Đây mọi người ơi, mọi người đoán tiếp đi ạ. 80, 30, 28, 27 chưa thấy đâu nhá. Chưa đúng đâu. 36 chưa đúng ạ. 25 chưa đúng đâu. 60 lượt chia sẻ rồi, cho em 100 lượt chia sẻ xem có lên 200 view không nào. Em chào anh Hà Đoàn. Anh Hà Đoàn ơi, anh chia sẻ rồi chơi game nào. 14 chưa. 15 chưa. 65 chưa. Anh Trinh Thiên Vũ 45 chưa nhá. 66 chưa đúng. Mọi người lên 200 người em gợi ý nhá. Anh Nguyễn Hà 89. 89 chưa đúng ạ. Anh Mai Nguyên 00 chưa đúng. Em nhiều, em thấy nhiều comment nhảy em, một số comment nó nhanh em không nhìn thấy luôn. Không hiện luôn ấy, không nhìn thấy gì luôn. Đây anh lại đây mà xem này. Nó chạy vù 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 luôn. Chỉnh được tốc độ. Đúng không? Chỉnh được tốc độ comment nó có nhìn thấy đâu. Anh Hưng Lê 17, đây bây giờ mới thấy này. Anh Kha Lê Minh 05 này. Do mạng đấy, do mạng đấy. Chắc là do là live bằng 3G. Anh Mai Nguyên 08 chưa đúng đâu ạ, 14 chưa đúng. Mọi người lên 200 người đi để em... 11 chưa đúng đâu, sao có mỗi số này mọi người dám mãi chưa ra nhỉ. 15 chưa đúng mà em thấy có mấy người đoán à. 17. Em chào anh Tùng Dương. Chào anh Tùng Dương nhá. 88 chưa đúng đâu. 76 cũng chưa luôn. 76 cũng chưa luôn ạ. 23 chưa đúng. Đây là một cái số trung bình nhá, không to cũng không bé. Đây là một cái con số trung bình, không to cũng không bé ạ. 44 chưa đúng nhá. 20 chưa. 84 chưa. Đây là một con số trung bình, không to cũng không bé ạ. Em thật sự là chỉ có thấy mấy người đoán thôi. Em chào anh Nguyễn Thắng. Anh Nguyễn Thắng chia sẻ bài cho em và đoán số series tờ tiền nhé. 07 chưa đúng, anh Trung Kiên ơi, nó là một cái số không to cũng không bé nhé. 66 chưa đúng đâu ạ. 41 chưa. 45 chưa, 45 gần đúng rồi. 45 gần đúng rồi. 44 chưa, 46 chưa. Chia sẻ rồi mới đoán nha mọi người, không chia sẻ thì là sẽ đoán đúng em chưa tặng đâu nhá. 48 chưa, 48 chưa. Hai người đoán 48 nhưng mà chưa đúng. Đây là một cái số trung bình, rất là trung bình luôn. Không cao cũng không thấp. 50 gần đúng rồi ạ. 49 chưa anh Mai Nguyên ơi, chưa đâu. 48 chưa, to hơn nữa đi anh. Em chào anh Thắng Anh ạ. Số rất là trung bình luôn, anh Mai Nguyên đoán đi anh Mai Nguyên. Bây giờ anh Chu Soạn đoán đúng rồi này. Anh
Anh chú soạn hên đấy, anh chú soạn hên đấy. Anh trúng game của em 2 lần rồi luôn. Số đấy là số 55 nhá. Số này số 55, em bảo là số này rất là trung bình mà không thể ai đoán 55. Hôm trước anh trúng soạn vừa trúng game xong. Ok, phần game này đã tặng cho anh chú soạn nhá. Hả? Đây, phần quà game này đã thuộc về anh chú soạn này. Anh chú soạn, anh chú soạn đoán đúng rồi nhá. Anh đoán, em gợi ý là rất là trung bình. Em gợi ý là rất là trung bình luôn. Em gợi ý là... Nào, anh đoán mày anh bị khóa luôn. Sao lại bị khóa hả anh? Em có thấy đâu anh, sao mà quê tôi? Thấy thì em tặng cho anh chứ em không biết ai không biết ai đâu, khổ ghê. Đấy, em đã bảo mọi người thích con số nào, mọi người nhớ comment đi, comment lại nhiều lần vào. Em chào anh Thái Sơn, anh đoán 55. Em còn bây giờ mới nhìn thấy anh Lê Huấn luôn. Anh Lập Lê ơi, bây giờ em thấy anh Lập Lê comment đầu tiên nhé. Vâng, em bán hàng đây ạ. Em bán thôi. Mọi người ơi, mọi người thông cảm nhé. Em cũng không biết anh Trung Soạn là ai đâu. Đấy, bây giờ với bao nhiêu người comment, lúc nãy em chỉ có nhìn thấy có mấy người comment luôn. Bây giờ em mới thấy anh nhá, anh Lập Lê. Bây giờ mới thấy anh nhá, anh Lê Huấn nhá. Bây giờ mới thấy anh, mọi người phải vào trang cá nhân của em xem. Chị bây giờ mới nhìn thấy em nhá, Phú Bình nhá. Còn chị không có đểu hay là cái gì em đâu. Đây ạ. Em bán hàng nha mọi người. Em bán cây 5 cành trầm với hồng. Em bán hàng đây. Như thế nào là có vấn đề anh, sao mà quê tôi anh nói như thế, anh nói thế nào thì đấy là việc của anh thôi. Còn em cũng chả biết anh Chu Soạn là ai cả. Anh ấy cũng 2 lần trúng game nhà em rồi, em chả biết anh ấy là ai luôn. Đây ạ. Lê Hưng đoán trước tiên. Em không nhìn thấy đâu anh ơi. Em nhìn thấy thì em đã đọc tên anh lên rồi. 2 cái cây nó có đáng là cái gì đâu. Mà mọi người cãi nhau làm gì với em. 2 cái cây nó không có đáng là cái gì nhá. Cây em có cả vài ngàn cây. Còn ai trúng thì người ấy được trúng thôi, chứ còn em chả có nói làm gì cả. Đây, em bán này. Lúc ấy em đã bảo là em nhìn thấy ai thì em sẽ đọc lên rồi, mà em có nhìn thấy anh để đọc lên đâu. Đúng rồi đấy. Ai trúng game nhà em thì đều là anh em bạn bè nhà em hết nha. Đây, em bán cây 5 cành trắng muối hồng này. Em bán cây 5 cành trắng muối hồng này nhá. 180.000 cho 2 cây này ạ. Cây đều đang có lên mầm gốc như này nha mọi người. Vâng, anh Tuấn ơi đang bán đây. Còn anh thực sự thích cây thì anh có thể mua mà. Anh có thể mua. Nếu anh thực sự cảm thấy thích anh có thể mua mà. Cảm ơn anh Huỳnh Thuận nhé. Anh Huỳnh Thuận ơi, anh Huỳnh Thuận giúp em chia sẻ bài nhé. Đây ạ. Dạ vâng, em cũng đã nói với mọi người đấy. Mọi người hết sức là thông cảm, không thì mọi người cứ nói thế, nhiều khi nó mất vui. Đi rồi anh Tú ơi. 2 cái cây thực sự nó có đáng là cái gì đâu. Em có lừa dối mọi người làm gì. Cây thì mấy ngàn cây nên mọi người thích thì mọi người có thể mua mà. Em bán có đắt đâu. Thì game này là vui, cãi nhau làm gì. Đây, 2 chậu này 180k. Em chào anh Hải Bùi, chào anh Đặng Kim Trọng. Anh Hoa Lan Long Thành ơi, cây này là cây 5 cành trắng muối hồng gieo hạt anh nhé. Em cũng đã nói với mọi người rồi đấy, mọi người thích cái cây nào, cái số nào mọi người có thể comment nhiều lần. Bởi vì có thể comment nó bị trôi, mọi người nếu mà mọi người là người livestream thì mọi người sẽ hiểu. Còn em không có lừa dối gì ai cả, em kết thúc cái câu chuyện này ở đây, bây giờ em bán hàng nhá. Ai không thông cảm thì em cũng đành chịu thôi ạ. Đây ạ.
Hai chậu này là 180k này. Đây là cây mặt hoa mẹ nhé. Cây mặt hoa cái dòng lai mới của Học viện Nông nghiệp này. Trên thị trường này dường như là không có cái loại này đâu nhé. Trò chơi mà anh, đúng rồi. Cảm ơn anh đã hiểu nhé. Đây, trò chơi vui mà. Hai chậu này 180k này. Anh Thắng Nguyên ơi, sổ hoa có chắc 5 cánh trắng không thì cũng còn tùy thuộc vào may mắn nữa anh nhá. Bởi vì nhiều khi mình, con cái mình cũng không giống với cả mình cũng chưa giống 100% với cả bố mẹ của mình ấy. Nên là chỉ biết là cây mẹ của nó như thế này. Vâng, 180k thôi mà. Đây, nó có phải là 18 triệu đâu đúng không anh Hải? Anh Hồ Nguyễn, cảm ơn anh Hồ Nguyễn nhá. Vâng, anh Hải Bùi ơi, cây 5 cánh trắng mũi hồng này, cây 5 cánh trắng mũi hồng gieo hạt. Một chậu bán không, một chậu thì là lẻ là 100k nha anh Phú Bình nhá. Em có biết anh Thu Soạn là ai đâu. Đây, một chậu là 100k nhá, một chậu em cũng bán nhá, một chậu thì em bán 100k nhá. Mua từ 2 chậu trở lên thì em sẽ bớt ạ, 2 chậu là 180 này. Mặt hoa rất là đẹp cho anh hai cây đi. Ok, có mất ship chứ anh Hiếu ơi. Anh Tuấn Phan ơi, ok em chốt hai cây này cho anh nhá. Ok anh Tuấn Phan này, có mất ship mà ship của cái cây này nó thì nó ít thôi, nó không có nhiều đâu anh ơi. Rồi ok Phú Bình nhá. Phú Bình ơi, lên số điện thoại địa chỉ cho mình với. Phú Bình một chậu, em ở Hà Nội gần Đại học Công nghiệp nhé. Phú Bình một chậu này. Anh Trung Khiên Vũ. Phú Bình ơi, hai chậu thì có 180. Anh Trung Khiên Vũ ơi, anh chốt mấy chậu? Anh ơi, Nghệ An thì ship cái này tầm 35k anh ạ. Em cảm ơn anh Hà Đoàn nhá. Hai chậu của anh Tuấn Phan đây. Đây nha anh. Anh lên số điện thoại địa chỉ giúp em với ạ. Yên Bái thì cũng tầm 30-35k thôi. Chậu đang lên mầm gốc. Đây, chậu này nhiều mầm gốc đây. Em lên số điện thoại địa chỉ cho chị nhé. Còn cái thân này đang xuống lá rồi nha em. Đang xuống lá đây này. Ờ, cái này nó đang có lên hạt gạo rồi đấy ạ. Anh Trung Thiên lại hai chậu nữa à? Ok anh nhá. Để em chọn cho anh hai chậu này. Em chào anh Trung Thanh ạ. Hai chậu chỉ có 180k thôi. Anh ơi, cây này là cây 5 cánh trắng mũi hồng nhá. Đây là cây 5 cánh trắng mũi hồng hàng hạt nhá. Vâng, ở Nhổn anh ơi, ở Nhổn anh Hàng Nguyễn ơi. Đi qua Nhổn một tí, hai cây này là cây của anh Trung Khiên nhá. Em sẽ dán tên cho mọi người luôn. Đây ạ, anh Trung Khiên này. Phú Bình này, Phú Bình ơi, lên địa chỉ cho chị với. Rồi ok anh Tuấn Phan nhá. Em nhìn thấy địa chỉ số điện thoại của anh rồi. Ôi em ơi, chị ship Viettel, em yên tâm đi, chị đóng hàng rất là cẩn thận cho nên là ship bên nào cũng như nhau, tự tin em ạ. Chậu này của em này 100k. Bồng trần là không có cây nhỏ. Hả? Bồng trần hôm qua tứ ghê đấy, có cây nhỏ. Không có cây nhỏ đúng không? Không. Có hai cây to. Phú Bình ơi, em yên tâm nhé, nhà chị đóng hàng chưa thấy ai kêu bao giờ. Rồi, chào anh Thiết Lê. Vâng anh Quốc Hưng ơi, cái này là chuẩn bị hoa bói rồi anh nhá. Cái này là, cái này nó có một cái đặc điểm, tức là nó là cái dòng rất là siêng hoa. Nó là cái dòng rất là siêng hoa, nó như thế này đã bắt đầu có ki này. Có những chậu bằng như này thôi, bắt đầu ra ki này. Và bắt đầu nứt hạt gạo này. Em nói là nói sự thật,
chứ không phải là em nói là nó sắp ra hoa để mà anh để mà em bán được hàng. Cái này về trồng sao anh ơi, anh trồng ra chậu, bỏ cái chậu nhựa này ra xong rồi trồng vào chậu như bình thường thôi anh, như trồng một cái kia thôi mà. Đây em lên một combo tiếp này, cây gì đấy em, cây năm cánh tròng với hồng anh Lan Hoa ơi. Đây hai chậu này 180 này, anh Lan Hoa có chốt đơn này không? Đang có bán rẻ nhất hệ mặt trời đây. Em nói là nói sự thật nhá, chứ hoa này là hoa bói nhá, chứ không có phải là em nói sai nhá. Đều đang nứt hạt gạo rồi và nó có thể có khả năng lên kỳ với những cái cây mà nó ngắn như thế này này. Đấy, nó đã được, nó đã như thế rồi. Về mọi người chỉ dài thêm một chút nữa thôi là nó sẽ. Cây đó, cây đó là cây gì anh Sơn Triệu ơi? Hai chậu này em chốt 180k. Đây mặt hoa mẹ thì đây nha mọi người, chốt 100k. Chốt 100k là một chậu của anh Lan Hoa. Chốt một chậu nhiều mầm đúng không? 100k đúng không? Rồi ok anh, để em lấy cho. Đây nhá, em chốt cho anh chậu nhiều mầm 100k đây nhá, anh Lan Hoa nhá. Anh Lan Hoa cho em địa chỉ nữa này. Anh thích chậu nhiều mầm 100k đúng không? Ok anh. Đây, chậu nhiều mầm 100k của anh đây nhá. Tùm mầm nú đây nhá. Của anh Tâm Lê Thanh ạ. Chậu của ai em sẽ ghi tên cho người đó nên mọi người cứ yên tâm ạ. Vâng anh nhá. Đây em chốt cho anh chậu, chậu này thì được có 2 thân. 3 thân thì hơi hiếm. 3 thân thì hơi hiếm để em của mình ạ. Xem cái chậu là 3 thân. 2 thân là nhiều. Đây đây, cũng dùng 3 thân đây rồi. Đây rồi anh nhé. Lúc nãy có chọn anh chậu dài có ạ. Cây 5 cánh trắng muối hồng nhá. Anh ơi cái cây này là của Việt Nam mình làm, không phải là cây Thái anh nhá. Cảm ơn anh. Vâng em bán hai loại anh ạ. Em nhiều loại lắm. Đây chậu 3 mầm của anh Lan Hoa này. Anh Lan Hoa lên địa chỉ giúp em với. Năm cánh trắng mũi hồng và cây nù di linh lai với cây đại ý thảo ạ. Cây nù di linh lai với cây đại ý thảo nha, loại gì đây mà. Đây ạ, à, em còn cây nù di linh lai với cây đại ý thảo, chậu to này là 180k này. Chậu này là 180k này. Chậu này đang có chuẩn bị hoa bói rồi nhá, đang có nứt nụ hết rồi đây ạ. Chào Ngọc Hân. Anh ơi anh Vũ Quốc Hùng ơi, em ở Hà Nội nhá, tí bạn em qua ok em nhá. Chào Nguyễn Văn Chiến. Xem hoa tí. Đây hoa đây ạ. Cây năm, cây mẹ là cây mũi hồng này nha mọi người. Cây mẹ là cây mũi hồng. Em lên tiếp một đơn này nữa. Một đơn này 180k này. Em bán cây mũi hồng ạ. Em bán cây mũi hồng hàng gieo hạt nhá. Đây chậu, hai chậu này là 180k. Ai chốt đơn này nào. Ai chốt cho em đơn này 180k. 180k cho hai chậu này. Chào anh Nhân Nguyễn, anh Nhân Nguyễn chia sẻ bài giúp em nhá. Anh Quang Đỗ ơi, cái này ở Việt Nam mình làm. Chào anh Dần. Đây, ai chốt hai đơn, chốt đơn hai em. Đây, cây này còn hai mầm. Đơn này là 180k nhá. Mặt hoa thì đây ạ. Cây này là dòng lai mới, dòng cây lai mới của Học viện Nông nghiệp đấy ạ. Anh Dũng ơi, vâng, anh Dũng chờ em tí. Anh Dũng chờ em tí, em gửi cho anh nhé. Tí nữa lai xong em gửi cho anh. Anh ơi, cây này là cây mới làm nên là nó còn đang có bé, chưa được trồng được lâu. Còn nếu mà anh thích cây to thì em có dòng cây này nhé. Dòng cây di linh xuân lai với đại ý thảo này, nụ di linh lai với đại ý thảo này. Đây, chậu như thế này là 180.000 một chậu nhé. Chậu như này, chậu này hai mầm này, 180.000 một chậu. Chào họ và tên, chào anh. Cho anh hai chậu nhiều thân 200k. Ok anh Trân Dũng nhé. Em không có trầm rồng đỏ ạ. Em không chốt 150k. Số 10 anh Trân Dũng.
200k. 2 chậu nhiều thân, ok anh nhá. Rồi ok anh, lan hoa này. À, 5 mũi hồng này dài tầm 6 đến 8 cm thôi anh ạ. 6 đến 8 cm nhưng mà cái này nó siêu hoa lắm nên là mọi người sắp được ngắm hoa bói rồi. Chậu ung tùm nhiều thân đây. 2 chậu 200k của anh Trân Dũng này. Anh ơi về anh chăm sóc với nó sẽ xuống lá, chứ bây giờ nó đã là mùa xuống lá đâu. Có những cây xuống lá rồi, có những cây chưa nhá. Có những cây đang vàng lá. Chốt chậu cây to, ok anh nhánh lan rừng. Anh nhánh lan rừng lên số điện thoại địa chỉ cho em nhá. Cho anh chậu cây to, dạ vâng. Đây cho anh chậu cây rừng 180 nhá. Anh lên số điện thoại địa chỉ giúp em với. Anh Trân Dũng này. Anh Trân Dũng ơi, số điện thoại địa chỉ cho em đi anh. Hai chậu nhiều thân của anh đây ạ. Nhiều thân luôn. Có 5 cánh trắng mũi hồng đây Nguyễn Thi ơi. Em có 5 cánh trắng mũi hồng và Di Linh Xuân Lai với Đại Ý Thảo nhá. Di Linh Xuân Lai Đại Ý Thảo này. Đấy, chậu này là chốt cho anh nhánh lan rừng 180 này. Anh nhánh lan rừng cho em số điện thoại địa chỉ nhá. Chào anh Đào Đình Hữu. Chào anh Đào Đình Hữu. Anh nhánh lan rừng đâu rồi? Anh Trân Dũng nữa. Đấy mọi người thích mua 5 cái trắng mũi hồng thì chốt ạ. 180.000 hai chậu nhé. Nếu mà chậu nhiều thân thì là 200.000 hai chậu. Cốc bé này là 100.000 một chậu nhé. 180.000 hai chậu. 3 chậu thì em chỉ lấy 250 thôi ạ. Và 5 chậu thì em free ship chậu kia em. À anh lấy chậu này hả? Anh nhánh em đừng ơi, anh lấy chậu này đúng không? Chậu hai thân này đúng không? Thân này đang xuống lá anh nhé. Thân này đang xuống lá. Rồi ok anh lên số điện thoại địa chỉ cho em đi để em ghi tên và chậu cho anh nào. Chào anh Ánh Trần, à chào chị Ánh Trần. Chào anh Lan Phong. Hai chậu to tí 200k rồi ok Lãng Tử Nhật Quang nhá. Anh ơi cây nào cũng đẹp rồi, nhánh lan rừng số 11. Mọi người cứ để lại địa chỉ đi em chọn hàng cho ạ. Nhánh lan rừng này 180k. Cho chị một Di Linh Sơn, một cánh trắng mũi hồng to. Rồi ok chị Thi Trần nhá. Chị Thi Trần chờ em tí. Cái này là Di Linh Xuân Lai đấy chị nhá. Di Linh Xuân Lai Đại Ý Thảo đấy chị nhá. Không phải là thuần Di Linh Xuân đâu chị. Anh nhánh lan rừng này. Anh nhánh lan rừng có chốt thêm có chốt thêm mũi hồng không? Chị Thi Trần. Đây để em lấy cho chị Thi Trần một chậu này. Chậu này nhá chị Thi Trần nú u luôn. Em like 5 cánh trắng với cả like Di Linh nú. Anh ạ, à, like Đại Ý Thảo. Đâu rồi? Anh Trần Dũng rồi. Ok anh Trân Dung nhá. Anh Trân Dung của anh đây ạ. Trần Thi chờ em tí thì em lấy đơn cho chị nhá. Em phải đánh dấu cho mọi người không có nhầm. Cho nên là mọi người chờ em tí. Vâng anh Lan Hoa nhá, em sẽ chốt cho anh thêm một chậu nữa. Vâng, ok chị Thi Trần. Rồi ok anh Hồ Thắng, để em chọn hàng cho mọi người. Một chậu này bây giờ em chọn cho chị Thi Trần. Chị Thi Trần lên số điện thoại địa chỉ cho em nhé. Anh Lan Hoa một chậu nữa này. Anh Hồ Thắng hai chậu này. Rồi đây cũng sẽ chọn cho mọi người đây. Không thì cho anh một chậu cây to 180 cũng được. Ok anh Nhắn Tử Nhật Quang nhé. Thế em lấy cho anh chậu này 100, một cây to nú này 180 được không anh? Chậu nú này 180 được không? Đây chị Thi Trần ơi,
Chị Thi Trần, chậu này nhiều thân nhé. Chị Thi Trần, con của chị Thi Trần đấy ạ. Chị Thi Trần ok cho em. Ok, đơn này cho em nhé. Là 180 cộng với 100 này là bằng 280. Chị Thi Trần ok cho em thì em ghi đơn cho chị nhé. Còn đây là em chọn cho anh Hồ Thắng này. Anh Hồ Thắng ơi, đây hai chậu 200k của anh đây nhá. Đang lên rất là nhiều mầm luôn. Anh Hồ Thắng ok cho em này. Còn đây là của anh Lãng Tử Nhật Quang này. Anh Lãng Tử Nhật Quang ok thì lên địa chỉ số điện thoại cho em này. Đây cây của anh, cây này nú luôn. Nú luôn nha. Đây. Dã man nù luôn ấy. Nù lắm. Chị Thi ơi, chị Thi ok không? Rồi ok, anh Lãng Tử Nhật Quang, anh lên số điện thoại địa chỉ giúp em nhá. Mọi người em xin lại số điện thoại địa chỉ hết ạ. Tại vì là anh Trân Dũng là em ghi cho anh Trân Dũng rồi. Rồi anh Lãng Tử Nhật Quang. Phải anh Lãng Tử Nhật Quang là khách quen của em không nhỉ? À, em này đây rồi, em này đây rồi là sao hả anh? Em này đây rồi. Em có lỗi gì với anh không anh ơi? Em đây anh ơi, anh nói đi anh. Anh Lãng Tử Nhật Quang ơi, thôi cứ xin lại số điện thoại địa chỉ của anh đi. Anh có lấy thêm chậu mũi hồng không anh? Đằng nào cũng mất công ship. Anh có lấy thêm chậu mũi hồng? Anh mua 2 cây sao lại gửi 3 cây hả em? Anh ơi, thế là em tặng anh một cây đấy. Không có loại chậu loại cây to như lúc đầu. Có anh ơi. Đây ạ, chậu cây to đây anh nhá. Chậu này 2 thân là 200k này. Anh Hồ Thắng ơi, cây to này là loại khác này. Cây to như lúc đầu thì, nếu mà cây to thì nó sẽ một mầm thôi anh ạ. Đây, hai chậu cây to này là 180 nhá. Gửi hàng cho anh chưa? Dạ em đóng rồi. Tí nữa gửi rồi. Ok anh Lãng Tử Nhật Quang. Anh ơi đây là chị Liên ơi, đây là cây 5 cánh trắng mũi hồng nhá. Cây 5 cánh trắng mũi hồng hàng hạt nhá. Đây, hai chậu này cây khá to nhưng mà nó lại chưa lên mầm. Có mỗi chậu này thì lên mầm con này. Chậu này đang lên mầm con. Anh mua cây 8 lá sao lại gửi cây 7 lá? Thế là sao nhỉ? Chả biết hay là nhầm của anh nữa. Thôi thôi coi như một cây kia nó bù vào một lá được không anh? Rồi chị Thi Phạm ơi, chị Thi Phạm đâu rồi? Đây anh lấy cây to thì anh lấy hai chậu này 180 được không anh? Anh lấy loại đó à? Anh lấy loại này đúng không? Anh lấy loại này đúng không? Vậy em chốt cho anh chậu này 200k nhá. Anh cái gì đấy nhặt lên em, nhặt lên. Anh lấy loại đó thì đây, chậu này hai thân này, chậu này đang chuẩn bị xuống lá rồi anh ấy. Đang có nước hạt gạo rồi, anh chuẩn bị được ngắm hoa rồi nhá. Nú luôn, 200k, anh lên số điện thoại địa chỉ cho em nhá. Đây. Chậu này là 200k, hai thân này. Anh Hồ Thắng. Cây to. À không, cây to này có phải là cây mũi hồng đâu mọi người. Cây mũi hồng là cây nhỏ nhá. Cây, em nói lại này, xem nói lại không có mọi người lại nhầm này. Cây to này là cây nù di linh lai với cây đại ý thảo nhá. Còn cây nhỏ này mới là cây mũi hồng nha mọi người. Vâng. Không, không, không. Nếu mà cây to này là cây mũi hồng thì là anh đang bị nhầm nhá. Cây này là cây di linh xuân lai với cây đại ý thảo. Còn cây này mới là cây mũi hồng ạ. Cây nhỏ này mới là cây mũi hồng nha mọi người. Anh nhánh lan rừng ơi, nếu mà không phải mũi hồng anh hủy đơn đúng không? Rồi ok anh. Ok anh nhá. Cái này là cây di linh xuân lai, cây đại ý thảo nhá, không phải là cây mũi hồng đâu. Anh thêm một chậu nhiều thêm 100k nữa em. Rồi ok, chốt cho anh Bảng Trọc. Anh Bảng Trọc lên số điện thoại địa chỉ cho em. Chốt cho anh chậu này 200k nhá. Mọi người chốt nhớ lên số điện thoại địa chỉ anh Lan Hoa, chốt một chậu nhiều thân nữa. Ok anh Lan Hoa, một chậu nhiều thân thêm này.
cộng với một chậu. Anh ơi, đóng hàng rồi, chuẩn bị gửi anh ạ. À, tí nữa là xe đang đến rồi anh. Anh Lan Hoa 9 thêm. Đây, để em tìm cho anh một chậu nhiều thôi. Cho em một cây 100k rồi. Ok, Hiếu, Hiếu Hyper, em cho chị số điện thoại địa chỉ. Anh ơi, đây nhá, chậu này đang lên rất là nhiều mầm luôn này. Anh Lan Hoa này, có mặt hoa cây mẹ thôi anh ơi, vì cây này là cây gieo hạt mà. Có mặt hoa cây mẹ thôi. Mà cái này nó cũng sắp hoa bói rồi nhá mọi người. Cái này là sắp hoa bói rồi đấy ạ. Không phải chờ lâu đâu. Đây anh Lan Hoa nhá, chọn cho anh hai cây mũi hồng thân. Ok anh. Đây. Hai cây mũi hồng loại một thân. Rồi ok, bán cọc này. Số 13. Bảng chọc. Ok, bảng chọc nhá. Lấy luôn một con dính ở trong cái hộp đấy. Đây, cây của ai thì em đều đánh dấu cho nên một... Rồi ok, anh Hồ Thắng này, hai chậu đấy của anh là 180. Anh cho em xin số điện thoại địa chỉ nhá. Mọi người. Vâng, em ghim tên của anh luôn rồi đây anh Lan Hoa. Anh Tài Diễn này, em có thấy anh. Mũi hồng lẻ là 100.000 một chậu, hai chậu là 180. Rồi ok, Hiếu Hyper nhá. Ok, Hiếu Hyper một chậu 100k. Đây, chậu nhiều thân 100k của Hiếu Hyper nhé. Hai chậu một thân này. Hiếu Hyper 14. Hiếu Hyper. Tí inbox địa chỉ nhé. Vâng, anh inbox luôn cho em đi. Để em tổng hợp đơn luôn. Hiếu Hyper. Tài Tiến ơi, anh Tài Tiến muốn lấy hàng gì? Anh Tài Tiến muốn lấy hàng gì? Anh Tài Tiến báo em nào. Dạ vâng anh Lan Hoa, cây của mọi người em đều có dính tên nên là mọi người yên tâm là sẽ không nhầm đâu ạ. Thiếu Hyper xong rồi nhá. Tiếp tục này. Tiếp tục là hai cây này của anh Hồ Thắng này. Anh Hồ Thắng ơi, ui ui. 15 là anh Hồ Thắng. Một chậu di linh hai thân to đẹp và một chậu mũi hồng đẹp nhiều thân. Ok anh Hồng Đam nhá, để em chọn hàng cho anh luôn ạ. Ờ, cái này là 200k anh Hồ Thắng, đơn á à, đâu, đơn hồ anh Hồ Thắng là 180k này. Hai chậu này. Anh Hồng Đam chờ em một xíu ạ. À, đang bán hàng gì vậy em? Anh Hoàng Trung ơi, cái này là chậu mũi hồng nhá, chậu nhỏ là chậu mũi hồng và có chậu to là nụ di linh ạ. Like với cây đại ý thảo. Hồ Thắng số 15. Quyền ơi, chọn một ít những cái chậu đẹp mang đây cho chị. Anh ơi, 180.000 hai chậu. Đây mặt hoa chờ em một tí nhá. Anh Hồ Thắng inbox luôn cho em với. Đây đây, cái đấy em để đấy chị, em lấy ở đây này. Muốn xem một chậu di linh hai thân. Em ở Hà Nội nhá. Cây nù di linh ạ, chậu to này là cây nù di linh, like với cây đại ý thảo nhá. Anh Hồng Đam này. Và một chậu mũi hồng đẹp nhiều thân. Em lấy cho chị những cái chậu nhiều thân lên đây. Đây. Chậu nhiều thân đây nha anh. Chậu nhiều thân đây nha anh. Anh Hồng Đam ơi, anh ok đơn này cho em nhá. Đây, đơn của anh Hồng Đam đây ạ. Chậu này là 200k này. Chậu này 200k này, chậu to này 200k này. Đấy, nú luôn anh nhá, nú luôn. Chậu này là 100k. Anh Hồng Nam ok cho em nhé, di linh bao nhiêu một cây, tùy chậu anh ơi. Tùy chậu to, chậu nhỏ anh bôn ba. Anh Hồng Nam ok cho em một tiếng nhá. Rồi ok, anh nhánh em đừng, anh ơi anh chốt lấy hai chậu đi, hai chậu chỉ có 180 thôi anh ạ. Anh Thành ơi, anh Thành nghe đi, bảo là tí nữa em sẽ chuyển nốt tiền. Em nhắn tin cho bạn đấy. Đi, anh nghe đi.
Không, anh không có kẹo bán gì. Ừ. Nhưng em nói luôn đi. Em đang like. Thì cái gì mà tí đấy chuyển số tiền cho. Anh ơi. Một chậu mũi hồng. Hồng đam này. Một chậu. Ừ, cộng một mũi hồng. Quyền nghe đây. Mà chị đang bận. Chị em ăn chi mà đẹp thế? Có ăn gì đâu anh. Làm việc suốt ngày đẹp. Vâng, Duy Linh like Đại Ý Thảo. Ok, hai chậu anh nhánh lan rừng nhá. Hai chậu 180.000 thôi. Anh nhánh lan rừng ơi, anh cho em số điện thoại địa chỉ đi. Đây là đơn của anh Hồng Đam này. Nhiều anh nhánh lan rừng nên là anh inbox địa chỉ đi để em không bị nhầm. Hai chậu đẹp. Đây em chọn cho anh chậu dài, thân dài luôn nhé. Hai chậu này thân rất là dài luôn này. Anh nhánh lan rừng. Nhánh lan rừng. Nhiều anh nhánh lan rừng ghê ấy. Hai mũi hồng 180. Em ở Nhổn gần Đại học Công nghiệp nhá, chị chào Vinh. Anh ơi, không phải là cứ Di Linh Xuân mà like với Đại Ý Thảo thì nó sẽ ra Châu Như đâu nhá. Nó còn phải có tỷ lệ nữa. Không phải là cứ Di Linh Xuân like với Đại Ý Thảo thì trông như anh tìm hiểu kỹ một chút giúp em nha anh Phú Ngô. Không phải là cứ Di Linh Xuân like với Đại Ý Thảo là ra trông như đâu. Trông như nó là cái công thức riêng của cái giáo sư đấy mà đặt tên theo tên con gái của ông ấy tên là trông như. Thì ông ấy đặt tên cho cái loại lan mà ông ấy like ra. Nhưng mà không phải là cứ ai like Di Linh Xuân với Đại Ý Thảo cũng ra trông như nhá. Anh phải hiểu cái vấn đề như vậy. Nó phải có cái tỷ lệ hạt phấn giữa hai cái cây nhất định. Nó phải có cái tỷ lệ hạt phấn giữa hai cái cây nhất định ấy anh. Cái hai cái cây đấy nó phải có cái tỷ lệ hạt phấn nhất định thì nó mới có thể là ra đúng cái châu như được, chứ không phải là cứ châu như với Di Linh Xuân thì ra Đại Ý Thảo với Di Linh Xuân thì ra châu như đâu. Bữa nay anh mới nghe à? Đúng rồi đấy anh ạ. Trên đời này không phải cái gì mình cũng biết được đâu. Cho nên là mình mỗi ngày Lenin nói rồi, học học nữa học mãi mà. Em chào anh Nguyễn Anh Tuấn. Vâng, hàng gieo hạt anh ơi. Cây mũi hồng hàng gieo hạt nhá. Em bán tiếp này. Ai thích chậu nhiều thân thì 100k một chậu nhá. Chậu nhiều thân này, chậu rất là nhiều thân luôn. Hai chậu này là 200k này. Em nói thật mà, ngày xưa em cũng đâu có biết đâu. Ngày xưa em cũng đâu có biết đâu, nhưng mà mình dấn thân vào nghề lan rồi, mình làm mãi rồi, mình tìm hiểu, mình cũng sẽ biết. Xem em được rồi. Xem em được rồi thì chia sẻ bài cho em đi anh Phú ơi. Đây, hai chậu nhiều thân, hai chậu mũi hồng nhiều thân này, 200k này. Ai thích mũi hồng ấy thì chốt cho em này. Anh nhánh lan rừng ơi, anh nhánh lan rừng lên địa chỉ cho em, số điện thoại cho em đi. Em chưa nhìn thấy số điện thoại địa chỉ của anh. Hello Xuân Trường. Đây, ai thích mũi hồng nữa thì chốt cho em này. Hai... Ôi, cái này lại còn... Cái sọc sọc lá này không biết có phải lá sọc không cơ. Không biết phải lá sọc luôn không. Hả? Hay phải cho ăn nắng mới biết được. Đây, em chào anh Trịnh Trọng Sơn. Anh Trịnh Trọng Sơn. Rồi ok anh Bảng Chọc nhá. Không ý anh là em trời. Anh ơi, em thì cũng gọi là biết vậy thôi chứ cũng không phải là cái gì cũng biết đâu. Hai mũi hồng nhiều thân 180k. Hai mũi hồng nhiều thân là 200k anh ạ. Hai mũi hồng một thân thì mới là 180 anh nhá. Oh.
hôm nay em đang bán Black Friday đây. Rồi ok, em cảm ơn anh nhánh lan rừng nhá. Hai cây này chốt cho anh bảng trọc này. Đây, cây đang dần dần xuống lá rồi đấy mọi người. Anh bảng trọc cây của ai em đều ghi tên hết. Anh có chốt hai mũi hồng nhiều thân thì 200k này đây, lên tiếp một đơn mũi hồng nhiều thân nữa này. Đây, hai chậu này tùm luôn. Hai chậu này tùm luôn nha. Anh ơi, có mặt hoa mẹ thôi anh Trọng ạ. Vì nó là cây gieo hạt mà có mặt hoa mẹ thôi anh nhá. Đây ạ, mặt hoa mẹ đây anh. Hai chậu tùm này 200k nhá. Ôi, em cảm ơn anh Phú Ngô nhá. Cảm ơn anh khen. Nghe anh khen mừng hết biết luôn. Ai chốt tiếp cho em hai chậu nhiều thân này 200k này. Hai chậu nhiều thân này 200k. Còn ai thích thân nù thì em có thân nù nhá. Thân nù đây ạ. Thân nù u này. Thân nù u này 180k một chậu nhá. 180k một chậu thân nù u này. Có mặt hoa mẹ. Còn cây nù Di Linh Lai với Đại Ý Thảo này thì có ba mặt hoa bói nhé. Chào anh Như Ý Đặng. Anh Như Ý Đặng chia sẻ bài cho em với ạ. Đây, có ba mặt hoa bói. Mặt hoa mang tính chất tham khảo thôi nha mọi người. Bởi vì nó là cây lai cho nên nó nhiều đột biến lắm, em cũng không dám chắc nữa. Ê, biết đâu mọi người được một trong số những cái mặt hoa đẹp này thì sao, đúng không? Cho nên là giá rẻ nên là mình cứ thử thôi. Chị chốt nhé, 200k 2 chậu. Ok, chị Ánh Trần nhé. Chị Ánh Trần cho em xin lại số điện thoại địa chỉ với chị Ánh Trần. Em nhớ là chị Ánh Trần. Chị Ánh Trần mua rồi. Đây, 2 chậu nhiều thân luôn. Em ghi tên luôn của mọi người nên mọi người cứ yên tâm là không có lẫn được đâu ạ. Hôm trước chốt một cây gửi hai cây thu tiền hai cây. Rồi ok, anh to tròn cong nhọn nhá. Ok, em có cây mà bỏ em không đâu anh ơi, hôm nay em không có cây đó nhá. Hôm trước có mấy cây bán hết rồi. Ơn của chị Ánh Trần này. Ok, anh to tròn cong nhọn nhá. Em chào anh Sơn. Chào anh Phạm Thiên Quang. Anh Sơn, anh Quang ơi, chia sẻ bài cho em. Chị Ánh Trần ơi, chị Ánh Trần cho em xin lại số điện thoại địa chỉ mất. Này thì hai chậu nhiều thân. Cần chưa thấy cái chậu nào nhiều thân. Rồi ok anh, vâng em cảm ơn chị Ánh Trần, một mũi hồng nhiều thân. Rồi ok anh Sáu Tâm nhé. Sơn Lê ơi, em gửi rồi đấy. Em gửi rồi đấy ạ. Nhiều thân đây rồi. Tìm chậu nhiều thân cho mọi người. Cây nhiều miên man luôn. Hai chậu nhiều thân của anh đây nhá. Anh to tròn cong nhọn. Em có cây đó thông báo anh nha. Dạ vâng. Hai cây nhiều thân của anh đây nha. Anh, đây là anh Long đúng không? Anh nhận được cây hôm qua rồi nha. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Cây ổn không anh? Anh Sáu Tâm chờ em tí nhá. Em lên cây cho anh luôn đây ạ. Dán vào cho mọi người cho nó đỡ nhầm. Không, mấy cái cây này nó giống nhau lắm. Yes, madam. Ok, cảm ơn anh nhá. Anh Sáu Tâm một chậu này. Anh ơi, 100k một chậu nhiều thân nhá. Còn chậu một thân như thế này thì 180k hai chậu ạ. Chậu một thân như này thì 180k hai chậu như này nhá.
180k hai chậu. Đấy, hôm nay em có cây nù này, anh có thích cây nù này không? Cây nù Di Linh Lai với cây đại ý thảo này anh Trọng ơi. Đây anh Sáu Tâm ơi, anh Sáu Tâm ok đơn này không? Số 20 anh Sáu Tâm ơi, đơn này anh Sáu Tâm nhá. Anh Sáu Tâm đâu rồi nhở? Anh ok đơn này để em chốt cho anh nhá. 3 cây thì chỉ có 250k thôi nhá mọi người. Thế gì mà to tròn cong nhọn. Thế là đầy đủ các cái tiêu chuẩn đẹp rồi đấy. Đây hai chậu một thân này là 180k hai chậu này. Chọn cho anh hai chậu. Giá cây đó thế nào anh em ơi? Anh ơi, cây này là 180 ui, ui. Cây nù này là 180k một cây anh Trọng nhá. Một thân là 180k một cây. Chọn cho anh hai chậu nhiều thân. Ok, để em chọn cho anh hai chậu nhiều thân. Anh Tương Tưởng Trần hai chậu nhiều thân. Anh Sáu Tâm ơi, anh Sáu Tâm ok cho em cái. Rồi ok anh Sáu Tâm này. Anh Sáu Tâm có mặt hoa cây mẹ thôi. Anh ơi cây này là cây nù Di Linh Lai với cây đại ý thảo anh nhá. Ờ gì nhở? Anh Tương Tưởng Trần ơi, anh Tưởng Trần hai cây nhiều thân của anh đây nhá. Ok cho em nù Di Linh Lai đại ý thảo ạ. Anh Sáu Tâm lên địa chỉ giúp em ơi. Anh Sáu Tâm lên địa chỉ giúp em ạ. Chốt cây nù, em không chốt cây nù đấy 150 đâu anh ơi. Em bán 180 là đang có bán giảm giá đấy. Bán 180 là đang bán giảm giá đấy anh. Tám mươi là rẻ rồi, hôm qua em còn chốt 200 hơn 200 cơ. Đây hai chậu của anh. Vâng, anh Sáu Tâm lên địa chỉ giúp em nhé. Em thấy số điện thoại của anh rồi, anh chỉ cần lên địa chỉ cho em nữa thôi. Anh gì nhở, anh Tưởng Trần à? Anh Tưởng Trần sao hôm nay có chậu nhiều thân đẹp thế? Anh ơi 100k một chậu này anh nhá, 100k một chậu nhiều thân. Em ơi nhiều thân đây, hôm nay nhiều thân đây em, có chốt thêm không? Anh Tưởng Trần ơi, anh ok đơn này thì lên số điện thoại địa chỉ giúp em nhé. Chậu hai thân bao nhiêu? Chậu hai thân là 100k. Còn chậu một thân như thế này thì chỉ có 180k hai chậu thôi nhé. Chậu một thân này, một thân lớn như này thì là 180k hai chậu này. Còn chậu nhiều thân này là em sẽ bán 200k hai chậu này. Tùy mọi người chọn đơn thế nào cũng được nhé. Ba chậu như thế này thì chỉ có đơn này là 250k này. Đơn 3 chậu 3 thân này là 250k này. Rồi ok anh Tưởng Trần. Anh Tưởng Trần lên địa chỉ số điện thoại cho em nhé. 3 chậu to đùng này là 250k. Mọi người có chốt đơn 250k thì chốt nhá. 21 anh Tưởng Trần này. Anh lên số điện thoại địa chỉ cho em nhé. Em không có phi điệp Cao Bằng anh ơi. Em còn chưa thấy địa chỉ của anh Sáu Tâm. Cho chú hỏi lan gì ạ? Chú Yến 10 ơi, đây là cây mũi hồng, cây năm cánh trắng mũi hồng gieo hạt chú nhá. Và cháu có cây chậu to này là chậu nù Di Linh Xuân lai với đại ý thảo. Anh Tương Trần, anh Sáu Lê, anh Tương Trần ơi, cho em xin số điện thoại cho chị. Em không bán, em không bán video điểm Hòa Bình ạ. Em lên tiếp đơn này này. Hai chậu này là 180k. Hai chậu này là 180k nhá. Đây cây mũi hồng. Cây mũi hồng đây ạ. Cây mẹ của nó đấy. Rồi ok anh Sáu Tâm, em nhận địa chỉ của anh Sáu Tâm rồi nhé. Cảm ơn anh. Cây cây to này 180 anh Hàn Quốc ơi. Cây to này đang chuẩn bị được ngắm hoa rồi đây mọi người này. Đang nứt hạt gạo rồi nhá.
180.000 cái cây to này ạ. Còn hai cây này là cũng 180 luôn, hai cây nhỏ này 180 luôn. Rồi em nhận địa chỉ anh Tương Trần nhá, cảm ơn anh ạ. Em nhận địa chỉ của anh rồi nhá. Cái gì đấy? Không biết tên. Đây, hai chậu này 180 này, ai thích mũi hồng thì chốt cho em hai chậu này 180. Chậu này cũng chậu nù này, một thân to nù này 180. Thân này chuẩn bị cho mọi người ngắm hoa bói rồi nhá. Đây. Đang có lên hạt gạo rồi đây này. Đấy. Cây to bán không em? Bán 180.000 đấy anh Hàn Quốc, còn anh ý anh là gì? Chào Võ Thị Kiều Trang, chào anh Lâm Thanh nhá. Em có 5 cánh trắng Phú Thọ không? Hồi trước em có bán mà bây giờ hết mất rồi anh ạ. Bây giờ không còn nữa rồi. Em lên tiếp một chậu nù đi lên lai đại ý thảo nhiều thân nha. Mọi người chờ tí. Thịt đạo đây là ở Long Biên với lại là Nguyễn Thận ở Tam Sinh nên mà mình đưa trong tâm. Em 26 tuổi rồi anh ơi. Bỏ cái móc này ra. Đây, em lên tiếp một chậu nú hai thân nhá. Đây, nú luôn. Nú dã man nú nhá, hai thân. Được chưa ạ? Đây, chậu nú hai thân này em chốt 230k. 230k chậu nú hai thân này nhá. Ai thích cây nù di linh lai với cây đại ý thảo nữa thì chốt cây này này 230k. Em không có hám lấy chồng Hàn Quốc đâu anh Hàn Quốc ơi. Cái gì mà khuyến mại người, em không có hám lấy chồng Hàn Quốc đâu anh. Đi bằng bàn chân mình thôi anh, không đi bằng đầu gối đâu anh ạ. Ok anh Văn Hùng nhá, anh Văn Hùng lên số điện thoại địa chỉ cho em ấy ạ. Đây sậu này 230k cho anh Văn Hùng này, sậu này rất là đẹp. Ô, chú Yến 10 ơi, cháu lại chốt cho anh Văn Hùng rồi. Em cũng nói rồi đấy, em không có thích đi bằng hai đầu gối, đi bằng bàn chân mình thôi anh, không hàm lấy chồng Hàn Quốc, anh không phải chào mời đâu. Vâng. Anh lấy, anh tên là gì nhỉ? Tên là để anh đến lấy ạ. Vâng, anh đến đi ạ, anh đang ở đâu ạ? Em ở, anh đi qua đảo công nghiệp thì vâng. Chú đợi cho tí.
tí để cháu lên chợ hoa thân cho chú nhá. Chú ý em người. Từ cầu Diễn đi qua là công nghiệp 3 cây. Gọi điện đi. Thẳng đến 3 này chú. Đây rồi, chợ hoa thân đây rồi. Thế là anh đi từ cầu Diễn đi qua là công nghiệp 3 cây nhá. Thẳng đến 3 này. Vâng. Qua hai trái thôi. Anh ơi, cây này là cây nù Di Linh Lai với cây đại ý thảo anh nhá. Rồi ok anh Văn Hùng này. Vâng, chú Sơn Lê nhá. Anh Văn Hùng lên địa chỉ cho em. Chú Mười ơi, hai chậu này chậu này hai thân nù cháu cũng chốt 230 này. Chú có ok thì cháu chốt cho chú nhá. Hai chậu tương đương nhau luôn ạ. Đấy, chú có ok không chú Mười? Cái này là của anh Văn Hùng 230k. Anh Văn Hùng lên cả địa chỉ cho em nhé. Không đẹp ạ? À? Không đẹp thì để cháu chọn chậu khác cho chú nhé. Anh Văn Hùng lên địa chỉ giúp em với. Để cháu chọn chậu khác, cháu có nhiều mà. Để cháu chọn chậu khác cho chú. Hay là chú lấy chậu bát thôi. Chậu mày rất đẹp luôn này. Rồi ok anh Văn Hùng nhá. Đây chú ơi, hai chậu này được không chú? Hai chậu lá xếp này được không chú? Chậu hai thân lá xếp này được không? Đấy, chậu này cũng 230 luôn ạ. Giống như cái chậu của anh Văn Hùng đấy. Chú ok thì cháu chốt cho chú chậu này 230k nhá, chú Yến 10 nhá. Mọi người có chốt thêm, ai chốt hàng rồi có chốt thêm 5 cánh trắng mũi hồng này. 180k hai chậu. 180k hai chậu. Chú Yến 10. Đây ạ. Anh Trường Lê thì chú ok thì cháu chốt kiểu gì? Anh nói thế là ý gì anh? Mình lớn rồi anh nhá, ăn nói làm sao để cho nó lịch sự, để cho người ta tôn trọng, đừng có nói những cái lời như thế. Lớn rồi mất công bố mẹ cho ăn học, mất công thầy cô giáo dạy dỗ anh. Chú Yến mời ơi, chú có chốt cây này không ạ? Cây này 230k chú nhá. Em chào anh Thanh. Anh Thanh ơi, vào ủng hộ cây cho em nào. Chú Sơn ơi, cháu chịu thôi ạ. Cháu chịu thôi, cháu không có đi đâu đâu. Ở Việt Nam, quê hương Việt Nam mình vẫn là tươi đẹp nhất. Đây, chậu này 230k này. Chậu thân nú luôn. Hai thân nú 180. Anh Tiến Lực ơi, anh chốt hai chậu này 180 đúng không? Hai chậu mũi hồng 180. Đúng không anh Tiến Lực? Anh ok cho em nhé, chốt thì anh ok cho em nhá. Ok, và cho số điện thoại địa chỉ giúp em gái nhá. Chú Sơn chú cứ trêu cháu. Anh Tiến Lực ơi đây, hai cây mũi hồng 180k. Hai cây mũi hồng 180k nhá. Em chào anh Thanh, chào anh Sơn Hoàng. Chốt, ai chốt đây? Rồi ok, cháu chốt cho chú Yến 10. Chú Yến 10 ơi, chú cho cháu số điện thoại rồi đúng không? Thế chú cho cháu cả địa chỉ luôn nhá. Yến 10. Dạ vâng, em có mặt hoa cây mẹ anh nhá. Ngọc Hân ơi, hình như bạn em đang đến đấy. Vâng chú, thì không thấy là người ta ở hải ngoại gà trắng chim quay người ta vẫn sáng tác biết bao nhiêu những bài hát về quê hương ấy thôi. Quê hương đau thương khói lửa nên người ta vẫn sáng tác đấy thôi. Cho nên là quê hương mình mới là tươi đẹp nhất, được ở đây là quá hạnh phúc rồi, không muốn đi đâu cả.
Có loại nứt nụ thôi ạ. Anh Phúc Lê ơi, cái này nó nứt nụ thôi nhé. Chứ còn với cả nứt nụ thì nó cũng chỉ là hoa bói thôi, chứ còn cái này nó là hoa xuân hoa Tết. Hoa xuân hoa Tết nên là chưa chưa cái nào mà có gần nở đâu anh ạ. Nó phải tầm 2 tháng nữa, 3 tháng nữa nó mới nở. Bây giờ là bắt đầu nứt nụ thôi. Đây ví dụ như những cây như này này. Ví dụ như những cây như này là bắt đầu là nó nứt hạt gạo này. Đấy, nó nứt hạt gạo đây. À chết quên, xin lỗi. Đây, em cho anh xem luôn đây. Đâu nhỉ? Đây anh nhá. Cây mẹ của nó là cây mũi hồng này, cây lai của Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhá, ở bên Gia Lâm, Hà Nội nhá, chứ không phải là cây ở Thái, ở Đài hay là ở Lào, ở Campuchia gì đâu, không phải là cây Việt Kiều nhá. Đây nhá. Anh Hàn Quốc ơi, em cảm ơn nha, ý của anh nhá. Nhưng mà em bảo rồi đấy, em đi bằng hai bàn chân thôi, không đi bằng hai đầu gối. Nên là nếu mà anh không mua cây thì anh xem anh ủng hộ em thôi nhá. Anh đừng comment, em mất công trả lời, không trả lời thì bảo là kiêu. Đây, hai chậu này 180k này. Chú Yến 10 ơi, chú cho cháu cả địa chỉ nữa với ạ. Rồi, cháu nhận địa chỉ của chú Thiết rồi nhá. Ok anh Thay nhá, lúc nào rảnh em qua. Anh phải chăm sóc nó cho nó ăn uống đàng hoàng rồi chứ, để nó gầy đi à? À không phải đâu anh ạ, với cả bây giờ đang mùa gọi là gì nhỉ? Mùa lạnh ấy, mùa nghỉ của cây ấy, cây nó cũng bé đi đấy. Mùa nghỉ của cây nó cũng bé đi. Anh Tiến Lực có ok đơn này không? Anh Tiến Lực có ok đơn này không? Thì em chốt cho anh Tiến Lực hai cây này 180k này. Mẹ nó là trắng long điền. Anh ơi, cái này không phải là trắng long điền đâu anh Hòa Trần ơi. Không phải trắng long điền đâu, cái này là cây mũi hồng thôi, không phải là cây trắng long điền đâu nhá. Ok anh. Cây này không phải là cây trắng long điền đâu anh ơi, nó chỉ là cây mũi hồng thôi, nó chưa có tên tuổi gì đâu, gọi là năm cánh trắng mũi hồng thôi. Hai cây này là 180k. Nghĩa là, em mua hai cây là em đã bớt 20k cho một đơn hàng rồi đấy. Đây để lên thêm một chậu nú xem nào. Anh Thanh hôm nay có chốt thêm chậu nú không? À đây em ai cho thích ai thích chậu nhiều thân thì em có chậu nhiều thân này. Chậu nhiều thân nú. Chậu nhiều thân nú lá tím viền nhá. Ôi chậu này đẹp quá. Ai mà chốt được chậu này thì hơi bị mê ly, ồ mê ly luôn này. Mọi người chờ tí. Không, em gửi Thái Bình anh ạ. Em người Thái Bình anh ạ. Em không phải Thanh Hóa hay là Nghệ An đâu. Nghe giọng em giống Thanh Hóa, Nghệ An à? Không, em không phải người Thanh Hóa, cũng chả phải người Nghệ An nhé. Đây. Nhã Thuyên này thì đi ra biển chơi đi. Nhà. Hôm nọ thấy mọi người nói giọng nghe dễ thương. Ôi trời ơi, Thái Bình quê em á, còn đi ra ngõ, có phải cái gì nhả. Ngả vờ mũi đi bác sĩ, chừa mái chẳng khỏi cơ. Thanh Hóa, Nghệ An này đã ăn thua gì. Cây này quá đẹp. Vâng, chào anh Nguyễn Thanh Sơn. Anh Sơn Thu ơi, em cho nó đi ra biển đảo rồi anh ạ. Với cái người đấy là mất công bố mẹ dạy dỗ, mất công cô giáo dạy dỗ. Khổ tâm. Đây em có một chậu ba thân lá tím viền nhá. Chậu ba thân mập u lá tím viền này. Ba thân mập u lá tím viền nha mọi người. Đó. Chậu này em ba thân này lá tím viền này em chốt 250k này. Ai thích nhiều thân, thích nù, thích nhiều thân, thích lá tím viền thì chốt chậu này nhé. Chỉ có 250k thôi. Ôi
rồi sao Thái Bình lại có người như anh, ở người Thái Bình khiêm tốn, sao tự nhiên anh lại, anh chắc không phải gốc Thái Bình chứ anh Hàn Quốc. Đây. Đây. Chậu rất là đẹp luôn, nụ nứt áo luôn mà. Cái này đang có mắt nụ rồi đây này mọi người này. Cái này đang có mắt nụ rồi nha mọi người, đây. Đang mắt nụ rồi, sắp được ngắm hoa rồi. Anh chưa. Anh ơi, cái đấy để test nắng xem mà nó có kẻ thật không. Anh Hán Nghĩa ơi, cây này là cây nù di binh lai với cây đại ý thảo nhá. Em đổi cho anh đơn ba thân em cầm được không? Anh là anh Tương Trần. Rồi ok, em đổi cho anh nhá, anh Tương Trần nhá. Ôi giời ơi, Ngọc Hân ơi, em phải bảo đổi xong anh Tương Trần. Anh tìm cho em cái đơn của anh Tương Trần, anh ấy đổi với. Anh Thắng Anh ơi, thì anh Thắng Anh mua đi. Tìm ở đây này, tìm chị đơn của anh Tương Trần. Cây to hay cây bé? Cây to. Vâng. Đây, anh vừa chốt đơn 200, bây giờ em đổi đơn này cho anh thành 250 nhá. Đúng anh Tương Trần không? Anh Tương Trần ơi, lúc nãy là anh chốt lại khác mà. Lúc nãy là anh chốt lại khác mà anh Tương Trần. Lúc nãy là anh chốt cây mũi. Em ơi không phải, lúc nãy anh chốt cây mũi hồng. Lúc nãy là anh chốt lại khác, chốt cây mũi hồng mà. Anh có vẫn chốt thêm cây mũi hồng không? Hai cái loại cây là nó khác nhau đấy anh. Cây được mấy năm vậy? Mấy năm á anh, cây này là được 2 năm rồi anh nhá. Chú Sơn cứ trêu cháu. Đây hai chậu nhiều thân này 200k, hai loại khác nhau nhá, một loại là Di Linh Xuân Lai Đại Ý Thảo này, một loại là cây năm cánh trắng mũi hồng anh nhá. Lòng ba la biển cả ngả vào lòng anh đấy chết đuối. Đúng đấy anh nhở, anh Xuân Thu nhở. Đây. Vâng, khác anh ạ. Một loại là mũi hồng, một loại là Di Linh Xuân Lai với Đại Ý Thảo anh nhá. Cây to là Di Linh Xuân Lai với Đại Ý Thảo, còn hai cây nhỏ này là hai cây mũi hồng này. Hai anh chốt cả hai đơn đi anh. Đằng nào cũng mất công ship, chốt cả hai đơn đi, hai loại khác nhau đấy anh ạ. Anh có ok không? Cứ lấy cây đẹp cho mọi người. Anh Tương Trần ơi, có lấy luôn hai đơn không anh? Rồi ok anh, hai đơn luôn nhá. Đằng nào cũng mất công ship mà, ship thêm hai cây này thì nó cũng bằng lấy tiền. Tiết kiệm tiền ship. Xong rồi em cảm ơn anh nhá. Cảm ơn anh đã ủng hộ em. Chào anh Nguyễn Sĩ Tiến ạ. Còn ai thích giờ ra kể là sổ số vậy. Cho ăn nắng mấy hôm nữa là hết sổ số anh ơi. Hai chậu mũi hồng này 180k này. Để kiếm cái chậu nào đẹp đẹp coi. Lợn kêu ấy ngỏi. Chú lợn con. Anh Tương Trần ơi, đâu có đâu, không phải thế đâu. Nào còn ai thích mũi hồng nữa nào? Ai thích mũi hồng thì hai chậu này là 100. Không có mặt hoa, có mặt hoa mẹ bạn ơi. Chậu mũi hồng là có mặt hoa mẹ nhá. Chậu mũi hồng là có mặt hoa mẹ nhá bạn nhá.
Đây bạn, mặt hoa mẹ đây ạ. Em chào anh Dương Minh Quang. Anh Dương Minh Quang chia sẻ bài giúp em nhé. Đây, mặt hoa mẹ đây ạ. 180k. Mấy giờ rồi? 180k 2 chậu nhá. Đây, cây này đây anh. Cây này đây anh gì nhỉ? Anh gì vừa hỏi? Anh Xuân Thu ơi, cây này đây mà em cũng chưa biết là nó có phải chuẩn nữa không? Anh có mua sổ số cây này không này? Mini game chị ơi, chị chơi rồi mà em. Đây anh này. Đấy, anh có sổ số cây này không? Anh có sổ số cây này. Anh có sổ số cây này thì em sẽ bán cho anh 400k. Hỏi về inbox luôn. Bao nhiêu chị? Xuân Nhung cu te rồi, em hỏi cái gì hả em? Đây. Tất cả các lá nó đều có cái vạch như thế. Nhưng mà em phải cho ăn nắng thêm đã thì mới biết được. Anh ơi, em bán chậu lá này là 400k nhá. Anh có ok không? Anh Xuân Thu, anh ok thì em bán cho anh, không thì em để em treo nắng mấy hôm nữa xem sao. Em chào anh Trần Mạnh Hùng, có mặt bố không? Chưa biết bố nó là ai. Có anh ơi, đây. Cây mẹ là cây Di Linh Xuân, à cây mẹ là cây mũi hồng, cây bố là cây mắt đỏ nhá. Mặt hoa bố mẹ đấy ạ. Anh Xuân Thu ơi, anh Xuân Thu có nghe chậu này 400k không? Em khỏi bị inbox này, không thì em sẽ lại treo lên kia. Em lại bán vì không biết là nó có kẻ thật không. Chú Yến 10 ơi, cháu lại hỏi anh Xuân Thu, anh ấy hỏi trước em thì cháu chờ xem anh ấy có chốt không, thì nếu anh ấy không chốt thì cháu chốt cho chú nhá. Nếu anh không chốt thì cháu sẽ chốt cho chú ạ. Thì cháu lỡ hỏi anh Xuân Thu trước rồi. Anh Xuân Thu ơi, anh còn đây không? Anh còn đây không anh Xuân Thu? Mọi người cũng hỏi từ hôm qua đến giờ nhưng mà em thì không biết là nó có phải là kẻ thật không, cho nên là phải chờ cho nó ăn nắng thêm đã. Chờ cho nó ăn nắng thêm đã thì mới biết được. Anh Khiêm ơi, anh hãy chốt sau chú Yến 10 đã. Em chờ chú Yến 10, chờ cháu hỏi anh Xuân Thu xem anh có lấy không. Nếu anh không lấy thì cháu chốt cho chú nhá. Anh Kiêm ơi, anh chốt sau rồi. Trả lời anh Xuân Thu trả lời vậy, cháu chốt cho chú Yến 10 nhá. Chú Yến 10 ơi, cháu chốt cho chú 400k ok chú nhá. Này là lá kẻ sổ số đây. Thấy nó kẻ nhưng không biết là về cho nó ăn nắng vào nó sẽ như thế nào cơ. Cho nên rất ngại bán nha mọi người. Thích chị em bán thôi. Anh Khiêm ơi, anh Khiêm chốt sau chú Yến 10, cháu chốt chú Yến 10 nhé. 400k. Không rồi. Em lấy xem còn chậu là đẹp, bán cho mọi người biết. Ai thích lá xếp mập u u nữa nào? Có ai thích lá nhựa không ạ? Có chậu này lá nhựa nhá. Có ai thích lá nhựa gì của cái cây này? Mini game tăng view đi chị.
Chơi game gì bây giờ? Chú Yến Mười ơi, chú ok không? Chú ok, chậu đấy 400k thì chú ok cho cháu nhá. Đây, ai thích lá nhựa thì em bán tiếp một chậu lá nhựa nhá. Đây mọi người này, lá cứng bép luôn, cứng ơi là cứng luôn đấy, cứng dã man. Hoa giả nó như thế nào thì cái lá của cây giả nó như thế nào thì là cây này nó như thế luôn đấy. Đấy, chậu này là em chốt 190k này. Video game tăng view đi chị. Chị nói thật là chị không tiếc quà nhưng mà chị ngại chơi mini game kỳ luôn. Đây, chậu lá nhựa này 190k này, thân mập ú ù luôn. Ai còn thích lá nhựa nữa không nào? Like một chút xíu nữa là em phải đi bây giờ đây. Em chào anh, nếu là anh chào anh Mừng Văn. Chào tất cả mọi người nhé. Chào anh Nguyễn Trung. Anh Tuân Hoa Huynh. Anh Tuân Hoa Huynh ơi, anh chốt cái gì 300k đấy anh? Em chốt cái chậu đấy là 400k. Nếu mà chú không chốt thì em lại chốt cho anh Khiêm. Mà không ai chốt nữa thì em sẽ để em xem là nó sẽ kẻ mức nào vậy. Đây, chậu này 190k, chậu lá nhựa này. Ai thích lá nhựa thân nú u thì chốt chậu này 190 này. Nú u luôn đấy. Nú lá như là lá giả luôn. Tưởng là lá giả. Tưởng là lá giả vì lá rất là dày, rất là cứng nhá. Em mọi người nhìn này. Lá nhựa 190k chậu này. Không thấy chú Yến Mười phản hồi gì nhỉ? Chú Yến Mười ơi, chú còn ở đấy không? Chú có chốt chậu đấy không chú? Chú ok, chậu này 400k này, cháu chốt cho chú nhá. Anh Tân Trần ơi, cái này là cây lai cho nên là mặt hoa thì chỉ có mặt hoa tham khảo thôi. Chứ còn thì em cũng không chắc chắn được mặt hoa vì dòng lai nó nhiều biến dị lắm. Dòng lai nó nhiều biến dị lắm anh ạ. Anh đi 500m nữa, đi 500m rồi đi hết cái giải phân cách đấy. 350k cái gì hả anh? Anh trả giá cái gì đấy? Đây một số các mặt hoa mà đã sổ tại vườn đây ạ. Đấy là một cái mặt hoa tím đậm rồi chú. Chú mời ok rồi nhá. Đây, tiếp theo là cây này ạ. Đấy. Hai mặt hoa này. Thêm mặt hoa này nữa. Thêm mặt hoa này nữa. Đó. Là ba cái mặt hoa mà đã bói ở vườn nhá. Thêm ba cái mặt hoa đã bói ở vườn này. Thì chậu này là em sẽ chốt là 190k. Chú Yến 10 chốt tiếp 180 à? Rồi ok, cháu chốt cho chú tiếp 180 nhá. Bán nhanh. Vậy là của chú 3 chậu luôn. Ok chú Yến 10 nhá, cháu chốt 180 cho chú luôn đấy ạ. Em phải like được một lúc nữa thôi, lại phải đi 15 phút nữa. Tí nữa em có đi lên kia không nhỉ? Cho chị đi dậy nhờ với. Em đi ở đâu? Tí nữa em đi mua máy tính ở đâu? Chị bán nù em ơi. Không, chị dạy ở mãi trên láng cơ. Rồi vâng, cháu chốt cho chú 180 nhé. Chị dạy mà. À đâu, cái lá nhựa em đâu có bán đắt thế hả anh? Cái lá nhựa này em bán có 180, 180 cơ mà, có phải là 480 đâu. Anh thích lá nhựa nữa thì em vẫn còn nhá. Tối hẹn hò gì đâu, tối đi dậy xong rồi là có hẹn với anh Hùng Việt theo. 10 đúng không? 8,2 hộp nhá. Xong rồi. Đúng rồi, 8,2 hộp xong rồi. Tối đi chơi bạn gái có tiền chưa? Chưa. Hả? Chưa. Nạp cái tiền hết ạ. À đây đây, có một chậu này rất là đẹp. Quên giới thiệu mọi người chậu lá tím viền nhá. Quên giới thiệu mọi người một chậu rất là đẹp. Đây, cái này còn lá nhựa nhưng mà lại còn tím viền nữa cơ. Chậu này rất là đẹp.
lá nhựa mà lại còn tím viền nữa cơ mọi người. Lá nhựa tím viền nhá. Đấy. Cực kỳ, mọi người ở bên ngoài mới thấy là nó tím viền nhiều cỡ nào. Trong này thì không rõ mấy đâu. Cái lá này sắp xuống rồi này. Đây. Lá nhựa tím viền nhá mọi người. Mọi người nhìn thấy không ạ? Mọi người nhìn thấy viền tím không? Lá nhựa tím viền nhá, lá cứng đét luôn đây mọi người. Dòng lá dài, không phải là lá tròn, tím viền luôn. Đấy, chậu này em chốt 200k này, ai thích tím viền thì chốt chậu này 200k. Anh lấy cây ai nhỉ? Ngọc Hân chốt gì gì. Anh vào đây. Chào anh ạ. Gãy lá ngọn, không phải gãy đâu anh, cái này thắt ngọn rồi mà anh. Thắt ngọn rồi. Thắt ngọn rồi. Để em xem Ngọc, à, anh xem cho sổ cho bạn Ngọc Hân, bạn ấy mua gì gửi cho bạn ấy. Nguyễn Ngọc Hân đúng không? Vâng. Không phải là Nguyễn Ngọc Hát. Kia chỉ là Ngọc Hân thôi. Anh Nguyễn Thành Hưng ơi, cây này nó xuống lá nơi rồi. Có, có. Anh xem trong sổ Ngọc Hân số bao nhiêu, mua cái gì biết này. Em chào anh Hải Anh. Chào anh Hoàng Trần. Ai có thích lá tím viền thì chốt chậu này nhé. Em chào anh Hoàng Trần nhé. Anh Hoàng Trần chia sẻ bài cho em. Em bỏ cái lá này đi luôn. Quyền ơi, lấy chị cái kéo với cả đưa chị cái tao với cả lọ keo để sẽ mà cái này xuống lá nếu cần keo để sẽ không anh? Em bỏ luôn. Anh Bình An ơi, cây này là cây nù Di Linh Lai, cây đại ý thảo anh nhé. Cái này thì nó chỉ có mặt hoa đã từng bói ra thôi, chứ còn dòng lai nó nhiều biến dị lắm. Bằng Chelsea ơi, nù Di Linh Lai đại ý thảo. Em cắt luôn cái lá này nhá, bởi vì là nó sắp xuống lá rồi, nó đang có đây. Nó sẽ còn như thế này. Được ngày nghỉ mà bán khiếp thế. Úi dồi ôi. Anh ơi, nhiều cây quá là phải bán vợ đi. Hôm mai kia em rất là bận. Ngày trong tuần bận hơn cả ngày cuối tuần luôn. Đây, ai chốt chậu này 200k. Đây cho mọi người xem một số các mặt hoa bói nhé. Không có kia đâu ạ. Ôi hàng chứ bạn ơi. Thưởng Lê ơi, tớ mới đóng thôi, tí nữa mới gửi. Đây, một mặt hoa tím đậm như này. Đây là một số mặt hoa tham khảo nha mọi người. Một mặt hoa tím đậm như này này. Một mặt hoa thì tím nhạt. Tím nhạt môi trái tim. Anh có cần lấy móc về treo thì anh lấy luôn móc. Em sợ đóng hàng cho cả móc và dập lá. Đây, một cây thì lưỡi trái tim đấy. Và có một cái mặt bói mới nhất thì đây ạ. Mặt hoa bói là môi tuyết này. Nhiều thế bán rẻ cho anh em mua nhiều vòng mấy ngàn cây anh ạ. Nhiều lắm. Đây, chậu này em đang bán rẻ, chậu lá tím viền đây. Chậu lá tím viền này bán có 200k thôi. Em chào anh Dần. Hello anh. Anh có sưu tầm lá tím viền thì chốt cho em chậu này này. Chậu này thì sắp được ngắm hoa rồi đấy. Đây mọi người, ai thích ngắm hoa Tết thì mua chậu này nhá. Đang có các cái hạt nước hạt gạo đây này. Cái này là hoa Tết đây anh. Cái cây này nó phải xuống lá nó mới ra hoa anh ạ. À. Nào, còn bác nào chút nữa không thì em xin phép nghỉ like nhé. Like lâu quá à. Anh Dần ơi. Vâng, vẫn hàng hôm qua anh ạ. Anh có sưu tầm mũi hồng thì có hàng khác đây này. Có hàng mũi hồng là 180k 2 cây này. Nở đúng Tết á. Nở đúng Tết thì cậu phải
giống như kiểu là hoa đào ấy, cậu phải làm cho nó rụng lá trước Tết khoảng 2 tháng. Rụng hết lá, nếu mà đến tầm cách Tết 2 tháng mà nó chưa rụng thì cậu có thể cắt đi, cắt lá đi. Vặt lá đi. Và ít tưới nước thôi, đừng bao giờ phun hồng nguyễn và nó sẽ lên kia đấy. Anh thích chậu như nào anh Bình An? Em không có biết anh thích chậu như thế nào. Để coi chậu là đẹp. Chờ em lên chậu đẹp đẹp ấy. Anh lấy chậu về chơi Tết luôn không anh? Chắc là người yêu nhau thôi. Em gì? Nó phân nó trai mà anh ưu gì? Chúng con gái, con gái. Là hai tình của trai thì nó thân. Ơ, thân thân với chung cục. Thân, thân trai nhiều thân. Trai nhiều thân. Đây, anh có thích chậu nhiều thân không anh Bình An? Có chậu nhiều thân này. Hoặc là có chậu thân dài đấy. À, cái này là một thân nữa. Có chậu thân, thân dài. Chậu thân dài, chậu thân mập. Chậu thân dài, chậu thân mập, chậu nhiều thân nó không nhiều loại lắm. Anh Thành Lê chốt gì đây anh Thành Lê? Chồng chí này chết có đang hoa được gì? Chồng chí này thì phải xuân em ạ. Anh Thành Lê ơi, anh Thành Lê chốt gì đây? Nhỏ tuổi hơn hơn đây anh Bình An ơi, có một số chậu hai thân như này, hai thân mập ú kẻ khỉ như này anh nhá. Đây chậu này thì còn ba thân luôn này, 200k một chậu nhiều thân. À đây có cái chậu này nú luôn, nú nứt áo đây này anh này. Đây đang có mắt mắt hoa rồi đây ạ, 200k cho chậu này nhá. Anh lấy cả ba chậu luôn đi anh. À, như vậy em chốt rồi mới hỏi hàng gì vậy mọi người. Anh ơi, cây nhỏ này là cây năm cánh trắng mũi hồng hàng gieo hạt nhá. Còn cây cây nhỏ này là cây mũi hồng hàng gieo hạt này. Còn cây này là cây nù di linh lai với cây đại ý thảo này. Cây nù di linh lai với cây đại ý thảo nhá. Đây chậu này mập ú luôn. Đấy, 200k chậu mập ú này. Mắt mắt nụ có hết rồi nhá mọi người. Chuẩn bị được ngắm hoa rồi. Để anh bốn chậu cả nhiều thân lẫn thân dài. Dạ vâng, vậy em lấy cho anh hai chậu nhiều thân với cả hai chậu thân dài nhá, được không anh Bình An? Hai chậu nhiều thân với hai chậu thân dài. Đất, đất. Không, không phải đất đâu nhá. Về đừng có đổ đất vào đấy. Anh về anh đừng có trồng đất vào nhá, cái này không có không có trồng đất đâu. Về đừng có đổ đất vào. Phong Lan và Án Sương ăn cỏ chứ không ăn đất đâu nhá. Đây mọi người đến tận nhà em mua đây. Đi đổ đất hả? Chết à? Chết chết à? Đi đổ đất vào cái hoa này bọc cái hoa khác đẹp hơn. Thật đổ đất vào đột biến thì chết. Đột biến gen thì biết đâu được. Biết đâu được, trên thế giới này điều gì cũng có thể xảy ra đúng không? Anh ơi, hai chậu nhiều, hai chậu thân dài này, thân dài cũng mập ú ù nhá, và hai chậu nhiều thân này, hai chậu thân dài, hai chậu nhiều thân, bốn chậu này 800k, anh Bình An nhé. Còn cây lớn, chú ơi, nó cũng là cái dòng đó ấy, chú, nó cũng là cái dòng đó, nhưng mà có những chậu nó lớn, bởi vì nó chỉ có một mầm dinh dưỡng, nó tập trung vào một mình nó, nên là nó lớn hơn thôi, còn nó đều là một dòng đấy cả. Anh Bình An ơi, ok không anh? Hai chậu dài, hai chậu nhiều thân này. Tám trăm k bốn chậu luôn đi cho nó nhanh. Bình thường chậu hai thân nó có lúc em toàn bán 220, 230 ấy. Ok anh Bình An ạ. Đây, mai em ship cho anh nhé. Hôm nay thì gửi hàng nhưng mà chưa 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 nó chưa có đi đâu, bởi vì là
Hôm nay chủ nhật người ta không có cho đi hàng. Đưa chị cái em ơi, đưa chị cái kia nào, cái bác gì? Của em, đó. Em sao biết được? Rồi ok anh Bình.